cái thứ hai nữa là anh có thể chia sẻ về kế hoạch nam tiến của mình đó. Thì thứ nhất là mình phải nếu mà mình đã có kế hoạch nghiêm túc làm hoặc là mình nam tiến ở trong này thì mình đã có bắt nhịp hoặc là nghiên cứu về cái thị hiếu nghe nhạc của khán giả trong miền Nam hay chưa, và thứ hai nữa là mình kết hợp với những ekip trong này, tại vì nếu mà mình có một cái đội ngũ hoặc là cái gì đó nó quen trong này, quen việc nó sẽ dễ dàng hơn, thì hẳn có thể chia sẻ điều này. Một ý thứ ba nữa là về cái MV thì một cái lớn cấn nhỏ thôi là cái bạn nam diễn viên chính á, đóng chung với Hạnh thì ngoại hình cũng rất là sáng, nhưng mà để vào một cái anh chàng vai mà huấn luyện viên thể dục như vậy, tại sao mình không tìm một người nào đó có cơ thể nó cường tráng hơn một chút, thì tôi thấy cái anh này nó hơi ốm thì không biết lý do tại sao. Đầu tiên là cái phần trả lời của Hưng. Xin thưa với tất cả quý vị, tất cả các bạn, là có lẽ trong số tất cả những nghệ sĩ đang có mặt ở trong cái buổi chiều hôm nay thì chắc là Hưng là người già nhất, nhiều tuổi nhất, sinh hoạt trong nghề chắc cũng là lâu năm nhất. Hưng nhận lời giúp đỡ Hạnh một cách vô điều kiện, và ngay cho tới tận bây giờ thì chính chúng tôi cũng chẳng nhớ cái bản hợp đồng nó đang nằm ở đâu nữa. Có ký với nhau một bản hợp đồng gọi là cho có, để cái bản hợp đồng đấy nó sẽ có ý nghĩa về mặt thủ tục. Bởi vì sau đó thì Hưng còn có tiến hành là đưa Hạnh đi khắp nơi, được lưu diễn khắp nơi trên thế giới, đi Mỹ, đi châu Âu, đi Úc, vâng, đi tất cả những nơi có thể đi. Cái cách mà Hưng suy nghĩ để dành cho Hạnh nó tưởng tượng giống như con đường Hưng từng đi, có nghĩa rằng Hưng không muốn đốt cháy giai đoạn, Hưng muốn Hạnh từng bước từng bước, và từng bước theo mỗi ngày đấy cô ấy sẽ tự cảm nhận được bản thân mình nên thay đổi vào lúc nào, nên lột xác như thế nào để phù hợp với chính cái khả năng của Hạnh có. Ngay đến cả tận bây giờ Hưng vẫn chỉ luôn luôn sát ở bên cạnh Hạnh trong cuộc sống, trong công việc, tất cả những điều gì đó mà Hưng đứng từ xa quan sát thấy Hạnh hơi lệch một tí thì mình sẽ có một buổi nói chuyện, một là để nhắc, hai là để có những cách nào đó để tác động để Hạnh có thể trở lại đúng với cái đường ray mà chúng tôi đã quy định từ ban đầu. Ngày hôm nay có thể nói là Hạnh đã rất là may mắn khi đã có được những người bạn giống như là Dương Khê, giống như là Phúc Bồ. Những người bạn này đã quá hiểu Hạnh, đã quá hiểu Hạnh, bởi vì họ là những người bạn đã sinh hoạt âm nhạc với nhau cả một thời gian rất dài. Phúc Bồ đã tìm thấy một bài hát tuyệt vời cho Hạnh. Dương Khê lại là người đã hợp tác và cùng làm việc với Hạnh ít nhất là từ Dreamix năm kia em nhỉ, 2 năm rồi, 2 năm rồi. Với những tình bạn tuổi trẻ như vậy, họ dễ dàng cảm nhận nhau trong cuộc sống, trong âm nhạc. Và như chúng ta đã thấy, có thể là đây chắc chắn tôi tin chắc là một bài hát tuyệt vời nhất từ trước đến giờ mà tôi từng thấy ở Hạnh. Thôi thì cứ là một người anh, là một người bạn ở bên cạnh của Hạnh, và tôi tin chắc rằng là những gì Hưng đã dành cho Hạnh thì tự bản thân, chính bản thân Hưng tự cảm nhận và tự Hạnh cảm thấy hạnh phúc từ điều đấy. Thế thôi. Em xin cả trả lời câu hỏi của anh. Lúc nãy là anh hỏi hỏi về Việt Dũng á. Đúng, hỏi về Việt Dũng rồi. Không, trước đó thì có một câu hỏi nữa. Về cái kế hoạch nam tiến rồi. Vâng, thì thực ra là trước thời gian trước thì lúc mà có hỏi vào công ty, và lúc đó thì có hỏi với sư phụ là sư phụ ơi, thì thời điểm nào nếu mà bây giờ nam tiến thì sẽ thế nào, và lúc đó thì sư phụ có nói là theo anh nghĩ thì em mới là người nên tự quyết định và chọn thời điểm, bởi vì trước đó thì chính sư phụ cũng đã nói là cũng đã muốn Hạnh vào Nam lập nghiệp, bởi vì thực sự là trước đó cái thời gian hoạt động ở ngoài Bắc em đã hoạt động cũng khá là lâu rồi, nhưng mà ở cái thị trường trong Nam thì với cái tên của em thì lúc đó thực sự nó là một cái tên vẫn còn quá mới,
vẫn còn quá mới so với mọi người, với tất cả các anh chị, kể cả các anh chị phóng viên lẫn tất cả các bạn ở trong này. Thì thời gian đó như đã nói thì em cũng khá là phân vân. Nhưng đến chính thời điểm mà thi The Remix xong thì đó chính là một bước ngoặt, và có thể nói là thời điểm đó là em quyết định là em sẽ nam tiến. Nghệ sĩ sống và làm việc ở một môi trường nó rất là khắc nghiệt. Ở đây không có sự phân biệt giữa phía Bắc và phía Nam, không có cái chất Nam hay chất Bắc. Bởi vì chất Nam hay chất Bắc thì ở mỗi cái chất nó đều có những cái tinh túy khác nhau. Chúng tôi có thể nói một điều là những người nghệ sĩ, đặc biệt tất cả chúng ta có thể liếc mắt, Hưng vừa mới liếc mắt một vòng thì chợt nhận ra rằng là tất cả những người nghệ sĩ đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay đều là những người từ phương xa đến Sài Gòn lập nghiệp. Không có một ai là người sống ở Sài Gòn cả. Đúng không ạ? Tất cả đều là những người nghệ sĩ đến từ các thành phố khác. Tại sao chúng ta đều chọn Sài Gòn để lập nghiệp? Bởi vì đây là một nơi mà các cụ nói là đất lành, chim đậu. Đây là một nơi mà bất cứ một người nghệ sĩ nào đặt chân tới đều có cơ hội để có thể thỏa mãn cái đam mê, đều có cơ hội để chứng tỏ mình. Và tất cả chúng tôi, những người đang ngồi đây từ già đến trẻ đều đang cảm thấy hạnh phúc với mảnh đất này. Tôi đã sống ở đây tận 14-15 năm. Và đến tận bây giờ tôi vẫn chưa bao giờ có suy nghĩ rằng là sẽ không bao giờ sống và làm việc ở Sài Gòn nữa. Đấy, hạnh nói nó không được sát nghĩa cho lắm, nên phải giải thích lại một tí. Còn Andre là người đâu? Vẫn còn là tại sao là chọn thằng huấn luyện viên thể lực gầy thế? Thưa anh, là thực ra là cái nhân vật bạn Nam trong MV này ạ, thì không phải là bạn huấn luyện viên thể hình đâu ạ. Bởi vì thực ra là cái nhân vật đấy là xuất phát là từ là đấy chính là bạn người bạn trai cũ của em ở trong MV. Và lúc đó thì là anh này là một người rất là lăng nhăng, và là có đến cái phòng tập đấy có tất cả những cô gái đang tập gym ăn mặc rất là sexy, và đến đấy thì cứ sán ra đấy và cứ lại gần để cố gắng để quyến rũ thôi ạ, chứ không phải là huấn luyện viên thể hình. Việt Dũng là một hot model ở Hà Nội, và bạn ấy là muse của rất là nhiều những cái bộ ảnh thời trang, thì chắc là đấy là lý do vì sao mà ekip Đinh Hà 24 muốn mời Việt Dũng.